Rồi bữa giờ chú có uống thuốc gì không chú? Có uống thuốc của đông y đó. Dạ. Thì chú thấy sao uống thuốc bên đó? Chú thấy cũng đỡ đỡ. Dạ. Đỡ, hôm đó đau dữ lắm. Dạ. Hôm đó đau mới vô đau dữ lắm, mà nay uống đỡ đỡ rồi. Dạ. Rồi mấy đứa con biểu hơi điên trên đây ấy thuốc gì uống cho ấy, ngâm cả tháng sau mình mới uống. Dạ. Rồi thuốc kia mình uống từ từ. Thuốc dạ. Mình lãnh đông y đó mình uống từ từ, còn thuốc này mình ngâm cả tháng sau mới uống. Đông y là chú uống liệu trình hay là sao rồi chú? Ở dưới ấy bệnh viện đó, nó cấp cho mình. À. Bệnh viện nó cấp. Dạ. Mà chú đi bệnh viện đông y là ở dưới. Dạ, chú thừa. Dạ. Cấp cho mình. Uống là đi nửa tháng lần, nửa tháng lần. À. Chú uống mấy ngày nay nó cũng bớt rồi. Đỡ nhiều rồi mà dạ. Ấy tính uống cái kia cho nó thiệt, sợ này nó không thiệt. Dạ. sợ này nó tái đi tái lại hả chú? Sợ tái đi tái lại. Dạ. Con nghĩ chú mà mới bị chớm đây chắc là uống thuốc ở nhà bên thần kinh tọa bên con chắc nhanh hết rồi. Tới 25 này nữa đầy tháng, 25 này mới đầy tháng nó đau 25. Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn. À, hôm nay có chú ở Thủ Thừa lên lấy thuốc ông bà cô bác. Dạ con chào chú ạ. Dạ con xin phép chú đó, ông quay hình xíu ạ. Dạ. Dạ. Chú tên gì ạ? Nhất. Nhất. Dạ. Chú uống nước chú. Dạ, chú đi sáng hả chú? Đi sáng 6 giờ đi rồi, mượn xe nó. Dạ. Chú bị thần kinh tọa hay sao ạ? Kinh tọa nhất đây là không tê như thế này. Hôm nay còn tháng chừng nửa tháng. À, là chú mới bị đây ạ? À? Mới nửa tháng à. À. Mới nửa tháng. Dạ. Rồi tôi mới lên mạng mới thấy. Dạ. Mới có đau là khoảng chừng chưa đầy tuần, cái tôi mới có điện qua đây, điện tính chủ nhật đi. Dạ. Chú Khánh biểu chủ nhật đi mà rốt cuộc chủ nhật không có xe thôi. Dạ. Đưa tới nay luôn. Chú đi sớm thì càng sớm càng tốt á chú. Ừ. Tại mới bị chớm nhất á. Ừ. Chú uống thì nó nhanh hiệu quả nhanh hơn. Uống ngày hai ngày là nó ngưng lại cái chỗ chú. Này nó không ấy gì nữa mà nó chỉ có đi hồi nó động cái này, đau đau cái này. Đau dạ. Hơi đau cái này. Dạ. Thủ được chờ từ Thủ Thừa chắc lên đây cũng tiếng hả chú hả? Tiếng hả? Đi nhỏ nó mới về đây á. Rồi bữa giờ chú có uống thuốc gì không chú? Có uống thuốc của đông y đó. Dạ. Thì chú thấy thì sao uống thuốc bên đó? Chú thấy cũng đỡ đỡ. Dạ. Đỡ, hôm đó đau dữ lắm. Dạ. Hôm đó đau mới vô đau dữ lắm, mà nay uống đỡ đỡ rồi. Dạ. Rồi mấy đứa con biểu hơi điên trên đây ấy thuốc gì uống cho ấy, ngâm cả tháng sau mình mới uống. Dạ. Rồi thuốc kia mình uống từ từ. Thuốc dạ. Mình lãnh đông y đó mình uống từ từ, còn thuốc này mình ngâm cả tháng sau mới uống. Đông y là chú uống liệu trình hay là sao rồi chú? Ở dưới ấy bệnh viện đó, nó cấp cho mình. À. Bệnh viện nó cấp. Dạ. Mà chú đi bệnh viện đông y là ở dưới. Dạ, chú thừa. Dạ. Cấp cho mình. Uống là đi nửa tháng lần, nửa tháng lần. À. Chú uống mấy ngày nay nó cũng bớt rồi. Đỡ nhiều rồi mà dạ. Ấy tính uống cái kia cho nó thiệt, sợ này nó không thiệt. Dạ. sợ này nó tái đi tái lại hả chú? Sợ tái đi tái lại. Dạ. Con nghĩ chú mà mới bị chớm đây chắc là uống thuốc ở nhà bên thần kinh tọa bên con chắc nhanh hết rồi. Tới 25 này nữa đầy tháng, 25 này mới đầy tháng nó đau 25. Dạ. Mười mấy 25 này mới đầy tháng. Chú ở nhà chú làm nặng không chú? Đâu có làm gì đâu, bữa hổm phụ khiêng nó mấy bao ấy thôi chứ đâu có đau gì. Dạ. Mà nó nhức. Dạ. Nằm nhà tối ngày không đau mà đi hồi nó đau. Nó này. Bị thốn hết trơn. Không thấu từng nó đau ngang chỗ này. Dạ. Nhất lên chỗ này, nhất ngang ngang. Nơi chỗ bắp chuối chú. Chuối xuống chút rồi. Dạ. Còn nằm nhà tối ngày đi ngày bình thường không có đau nữa, ngồi dậy không có đau nữa. Dạ. Mà đi một hồi nó đau. Dạ. Đi hoài mình đi một hồi cái máu nó không có lưu thông nó đứng ở đó đó. Nó động chỗ đó nó đúng đau. Rồi nó động ở đó và chú bị đau. Chứ nằm giọng tối ngày như bình thường không có là ấy đau gì hết. Dạ. Có đi nó động máu chứ nó gồng chứ không được nó đau. Dạ. Cũng mong sao là chú lấy thuốc về chú ngâm rồi chú uống.
mà thuốc này thì chú người không bệnh cũng uống được mà nó lưu thông máu á chú. Nó cũng rất là tốt lại mấy cái này. Có ông ở cặp kè cái bơi nó ổng cũng bị kinh tọa. Dạ. Mà cái ngôi ổng rộng lắm, ổng nói tôi có thuốc hết trơn mà giờ cây ấy không có, lên đây con có chú bỏ cho tôi ngoài. Dạ. Thuốc gì vậy? Thuốc gì chú? Thuốc ngũ trảo vậy đó. À cây ngũ trảo. Cây ngũ trảo chứ ổng cái vườn cũng rớt lắm. Dạ. Cũng đủ loại cây thuốc nam ta cho, ổng cho người ta nhiều lắm. Dạ. Mà tại vì cái cây đó ổng không có. Dạ. Ông nói thôi chú lên trên nó bỏ cho tôi cây ấy đó đi. Dạ. Thuốc nam ổng cũng đau cũng lâu rồi. Dạ. Là lấy mình chú đó là lấy ra mình nó hũ chảo thôi hả chú? Còn toàn bộ là có hết rồi. Có nhà không có đủ hết, nhà không dùng lớn lắm. Dạ. Còn chú là lấy nguyên một phần hay sao ạ? Thấy một phần. Dạ. Chú có lấy rượu luôn không ạ? Rượu nhà có. Dạ. Rượu nhà lò nhỏ cháo có, rượu nếp. Dạ. Đây cũng là tốt rồi, để đi xa mất công chữa đầy đầm đầy. Nhà nó có cặp kè kế bên đó. Dạ, dạ. Nãy tội nó đủ lộ hết mà hôm đó tôi cũng ngâm lụa thuốc đó, lấy lụa gốc á. Dạ. Tại vì cái này nó ngâm thì nó cao độ thì nó mới ra thuốc chút. Nếu mà không cao độ nó bị chua. Tại ba nó cây chú. Dạ. Tôi ngâm ở nhà là mấy bình lụa thuốc bổ thuốc đồ à cũng lấy lụa nó đó. Dạ. Rồi không có uống. Dạ. Ôi, thuốc chứ hột chứ đồ hà luôn. Dạ. Nếu mà chú mà ngâm thuốc bên đây mà thấy chú mà thấy nặng thì chú ngày uống 3 cử ha. Còn bớt bớt giờ thì chú xuống 2 cử. Rồi nó hết nó tiệt rồi thì chú uống 1 cử khi nào đi ngủ chú uống nha chú. Dạ, khi nào chú. Tôi đâu biết đây tôi coi lên mạng trên Gò Đen. Dạ. Lên Gò Đen mà lúc cột coi lại chú ấy. Đâu ở trên Gò Đen cũng có mẹ con. Dạ. Nó mẹ nó thu ở lúc đây nè. Dạ. Lúc này dễ kiếm hơn. Dạ. Gò Đen thì chú chạy vô trong đồng. Dạ, giờ chú hỏi thăm nhà ông Chiến Sủng á, chứ hỏi thăm Phong Nguyễn với Khánh Nguyễn chắc họ không biết đâu, mà hỏi tin ba con á. Nãy đây ngoài hỏi Khánh Nguyễn người ta cũng dạ. Không biết, tôi nhớ tôi có nằm nghe, dạ. Chú nói gì đường vô khu phố 8 gì đó, dạ. Tôi mới hỏi người ta chỉ bà ngoài kia mới chỉ khu 8, rồi tôi mới đưa điện thoại tới cô đó hỏi giùm, dạ. Hỏi đường nào rồi mới chỉ vô đây. Dạ. Không tôi có coi cắt dạ. Thấy đó là chú vì nếu mà không hiểu thì chú cứ lên video coi ạ. Nhà con cũng coi rồi có coi biết. Dạ. Cái này là thổi đổ dưới đất. Dạ đúng rồi. Cái này là đổ đất. Dạ. Cái này thổi không làm gì hết. Cái này đổ vô ngâm thôi. Dạ. Còn cái này nó ngũ chảo là một phần. Một phần cho ông mấy đó. Dạ một phần đó. Nó ngũ chảo mà bác kiếm cái bông có bông bông vậy đó thì nó sẽ tốt. Cái này sao cái lá giống cây gòn ghê ha. Con không biết nữa. Cái cây giống cây gòn lắm. À. Cây gòn là họ lấy họ nằm gối hay sao bác? Cái lá nhám nhám vậy, cái lá sơn sơn vậy. Dạ. Mà điều cái này nó nhỏ, cái lá này nhỏ, ngũ chảo này nhỏ. Dạ, lá ngũ chảo. Hồi đó trở nhiều lắm, bây giờ người ta phá người ta trồng mai hết trơn rồi. Dạ ta đúng rồi. Người ta phá hết trồng mai, người ta để không làm gì. Dạ. Hồi đó dữ trận lắm, hồi đó rừng quang còn nhiều. Cái lá ngũ chảo này con thấy ngoài Khánh Hòa Nha Trang á chú. Họ bó bột á. Họ lấy họ bó bột bông gừng gì đó. Thì này cũng trị hay lắm mà. Dạ, nó trị hay lắm đó mà ở trong mình hiếm quá. Dạ. Thơm như. Dạ. Nói chung ra là mình uống thì dễ rồi đó nhưng mà móc ra không ra được đó bác. Dạ. Uống vô có gì cái thì thấy ấy luôn á. Thôi để cho thôi. Dạ. Con dạ. Xe đó. Thôi bắt về. Dạ. Chúc bác cũng mau hết khỏi bệnh luôn. Đem mời bác cũng ở tuổi thừa lên. Dạ. Cái gì bác không hiểu đó thì bác ấy ha. Biết. Dạ. Tôi có coi rồi. Dạ. Bác thấy rồi. Dạ. Bây giờ bác gì thông thả, bác chạy từ từ. Từ quán qua đây ai chạy là đẹp chạy từ từ. Dạ, dạ. Tính từ đường dân sinh mà đường sinh thôi. Cúc kia nó đóng cửa rồi, đóng dạ. Cửa cúc mà thôi đi ngoài này đi. Nó đi ngoài nọ hả? Đi ngoài lộ luôn. Dạ. Dạ thôi bác chạy từ gì? Thôi cứ về nha. Dạ. Nó tính lên rồi để ăn. Dạ. Coi lại đây, coi được sao có thấy ở đây gần đây. Dạ. Trên nha Gòi Đen thì mẹ con với ba con chị. Đường vô xa. Dạ, đường vô xa. Dạ rồi, bác gì thôi.
và Phong Nguyễn và đại gia đình xin chào ông bà cô bác luôn, chúc ông bà cô bác luôn luôn là bình an và mạnh khỏe luôn ạ. Dạ rồi, chào mừng ông bà cô bác luôn.